Thì tôi nói xạo, làm sao anh tin được? Ngu thì chết, ráng mà chịu. Tôi chưa thấy ai á ngu mà cứ sợ cả thế giới không biết mình ngu như bà. Thì tôi đang chết nè, chết trong thiếu hơn ngày mừng nè. Ê, đừng có xài thái độ đó nha. Tôi không có rảnh mà đi giải quyết cái sự ngu của bà hoài gì được đâu. Đừng chơi tuyệt chiêu đó. Đừng. Thua. Bà muốn gì cũng được. Con lạy mẹ. Mẹ quá hay. Con thua thiệt rồi. Hả nói em á, đưa cái này cho anh. À quên, còn cái này nữa, quay mặt qua đây. Đợi xíu. Nè, cái nhẫn á, Hạ cũng tháo ra rồi đó. Nè, mà cố tình vô toilet của tôi, tháo cái nhẫn ra để tôi nói cho anh Nam biết chứ gì. Có thể đính kèm thông tin là tôi đã tuyệt thực, không ăn được gì hết. Ngon quá. 3 ngày nay á, Hà chỉ uống nước để cầm hơi thôi, nhìn tội nghiệp lắm luôn á. Vậy còn chuyện của mình chứ, cậu có hỏi Hà không? Ê, còn cái nhẫn. Anh Nam á, kêu tôi nói với bà là... Hãy nói với anh ấy á, là tôi khóc sưng cả mắt, đau thắt cả tim. Nè, thấy không? Mặt mũi đâu còn thấy gì nữa đâu, hả? Ok. Hà nó khóc ác lắm. Giọt nước mắt nào hả? Cục nào to như cái cục... Cục gì gì luôn á. Với lại Hà nó biết lỗi rồi. Với lại khẳng định với anh một điều á, là anh ta ngủ trên giường, còn Hà thì ngủ trên ghế xô. Xô gì thì xô. Bà, đúng là đồ cáo già. Làm cho Nam khổ sở vậy còn chưa vừa lòng nữa hả? Đã gọi là cáo già thì dễ gì mà vừa lòng được. Nha, mang cái này cho anh Nam giùm tôi. Không. Tôi khẳng định với bà một lần nữa, tôi sẽ không tiếp tay cho bà nữa đâu. Biết chưa? Nếu mà bà ép tôi á, tôi sẽ cắn lưỡi tự tử. Ok, vậy thì cả bệnh viện sẽ biết được là đôi phất bông đã bốc phân như thế nào. Sắp xong chưa? Sắp xong rồi. Xong. Dễ thương quá nè. Anh. Anh có biết là phụ nữ tụi em thường nói gì với nhau không? Trên đời này sẽ không có nhiều bạch mã hoàng tử đến để rước chúng ta, cho nên phụ nữ nhất định phải có một đôi giày thật là tốt để tự đi bằng chính đôi chân của mình. Nghe cũng thú vị đó. Nhưng mà em lại có một người còn hoàn hảo hơn cả bạch mã hoàng tử. Biết sống làm sao bây giờ, người ta sẽ ganh tị em chết luôn á. Vậy thì em hãy nghĩ sống sao với anh thôi là được. Em luôn một lòng một dạ với anh mà. Đâu? Đâu? Gì nữa vậy? Đem cái này qua cho Hà giúp tôi nha.
Trời ơi, hai người nhìn đi. Trời, hai người cãi nhau mà em như bị khủng bố vậy đó. Em thật sự sắp chết đến nơi rồi. Trong này là cháu á. Nè bà, tôi muốn nói với bà chuyện này. Y học bây giờ nó đang phát triển và hầu như bệnh nào cũng có thể chữa trị được. Nhưng bà mắc một cái bệnh đó, chắc chắn chữa không được. Đó, bà biết bệnh gì không? Gì? Bệnh hoạn á. Nó đồ bệnh hoạn. Bà mắc tới mức nan y luôn rồi đó. Tôi còn sợ nữa. Lỡ mà yêu phải hồ ly như bà, chắc con tự tử luôn cho rồi. Chứ không phải có người ngày ngày vào toilet soi gương bảo thế gian ai đẹp được giường như đô nên đành quyết định solo một mình sao? Ủa, tôi nói đâu có gì sai đâu. Tôi phải kiếm người xứng tầm với tôi. Đô đây á thà thiếu chứ không có tùy tiện, biết chưa? Úi, đó! Lạnh quá cho nên ghé đây dọn dẹp chút. Chứ không phải em nhớ anh hả? Ai nói vậy? Vậy thôi. Cảm ơn em đã qua đây dọn dẹp nhà cửa của anh nha. Có cần anh đưa em về không? Công nhận nha, khi mà anh nói những gì mà ngược lòng mình, thấy đẹp trai dễ sợ luôn á. Anh đẹp quá anh Nam ơi, trái tim em muốn vỡ tan rồi, không muốn nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt anh Nam đẹp tuyệt vời. Em phải xin lỗi anh trước, em là người sai mà. Trời ơi, cái sai đó đâu khủng khiếp lắm đâu. Sao lúc nào em cũng muốn mình là người thắng cuộc vậy? Thử một lần để anh thắng được không? Em đã đến đây rồi con. Nói chứ không phải mê tín nha. Có nhiều thứ trên đời này không thể nào giải thích được. Ví dụ luôn đi. Ví dụ như là thịt sống màu đỏ, chúng ta bỏ vô nước, luộc lên, nó thành màu trắng.
cơm ăn vào miệng nó là màu trắng, nhưng mà đến lúc yellow. Ví dụ này cũng đúng nhưng mà hơi bậy. À, có một ví dụ này còn đúng hơn nữa. Có một người đàn ông rất tốt tên là Nam, tặng cho một cô gái một món quà, đó chính là một chiếc nhẫn bằng vàng, nhưng cô ấy lại đối xử với anh ta rất là bạc. Bạc như vậy nhưng tình yêu mà anh ta dành cho cô ấy vẫn sâu nặng như một cục. Chị sao, hai em đã ganh tị với chị đủ chưa? Có biết tại sao chị đây đã kinh qua hai mối tình, trong khi đó hai em vẫn tay trắng hoàng cánh tay không? Tại sao? Tại sao? Bởi vì trong cái vũ trụ có cả tỷ tỷ hành tinh, trong cái hành tinh có hơn 200 quốc gia, gần 1000 hòn đảo, gần chục đại dương và cả chục tỷ con người. Có bao giờ mà hai em tự vắt chân lên trán và hỏi mình tại sao mình vẫn ế không? Bởi vì ngay cả một con cún nó muốn ngáp một con ruồi thì điều kiện đầu tiên là nó phải chịu khó đi ngáp đã, hiểu chưa? Là vậy nè, là tại sao hai người trong khi đó không chịu ra ngoài thả thính ngáp ngáp mà cứ ở đây ganh tị với chị thì biểu sao không ế được. Hiểu luôn. Ê, chờ tao cưa đổ được ông Đức nhá, tao sẽ cười một bãi khinh bỉ vào mặt mày. Ồ, đang chờ đó.